Hi, lại là mình đây. Thì xin chào tất cả các bạn và cả nhà mình nha. Thì rất vui được trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn cả nhà mình một thực phẩm nữa, đó là hôm nay mình bẻ cô dâu của chú rể nha các bạn. Thì cũng như những video trước, thì trong video này Hải sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn cả nhà mình một thực phẩm nữa, đó chính là cô dâu và chú rể. Thì cô dâu chú rể này mình bẻ nó cũng rất là dễ dàng nha các bạn. Thì nhìn rất là đẹp và ngẫu nghĩnh luôn các bạn. Những cái sản phẩm này mình làm thì để trên bàn hay mình trưng rất là đẹp nha các bạn. Nên tại vì mình làm đi làm ban ngày nên mình quay ban đêm nên nó video nó không được đẹp, nên mong có nhà qua thông cảm. Nếu cảm thấy video này hay thì nhớ cho mình một like nha các bạn, và chia sẻ ở đây giúp mình để mình có những động lực cho những video tiếp theo các bạn. Nhìn rất là đẹp và ngẫu nghĩnh luôn nha các bạn này. Cái này cô dâu và chú rể nha các bạn. Những cái sản phẩm này Hải có giao lưu đến tất cả các bạn ở nhà mình nha. Thì nếu mà muốn giao lưu thì các bạn ở nhà mình nhớ để comment cho mình để mình biết nha các bạn này. Đó. Nhìn rất là đẹp. Đẹp và thú vị luôn nha các bạn ơi. Đó. Thì sau đây Hải sẽ chia sẻ từng chi tiết làm ra cái sản phẩm cô dâu và chú rể này. Thì mong cả nhà và các bạn cùng xem hết video nha.